Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lời khai của Kalinak có dẫn tới Tô Lâm bị lệnh truy nã quốc tế hay không. Một người được mệnh danh là người đứng đầu một bộ chuyên thi hành luật pháp cho nhà nước Cộng sản Việt Nam mà phải mang danh tội danh của nước ngoài thì ô nhục như thế nào? Việt Nam là một quốc gia tham gia vào Liên Hợp Quốc đã gần 50 năm. Lẽ ra Việt Nam phải biết tuân thủ pháp luật quốc tế và tôn trọng luật pháp và những quốc gia khác. Nhưng dường như ý thức chấp hành luật pháp không hề tồn tại trong suy nghĩ của các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà người đứng đầu của Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, đã thực hiện hành vi bắt cóc người giữa thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức là hành động có thể nói là ô nhục quốc thể. Và hiện nay, Slovakia đang tiếp tục điều tra ông thông qua việc bắt giữ Bộ trưởng Bộ Nội vụ của nước này. Vụ án Trịnh Xuân Thanh đã trôi qua 5 năm, nhưng sự việc đến nay hoàn toàn chưa kết thúc được. Vụ án này nó cho thấy một chính quyền nước này vi phạm luật pháp của nước khác là vấn đề không hề đơn giản. Nếu chính quyền tại nước Việt Nam do Tô Lâm đã tự chân đặt chân tới, đó là Đức hoặc Slovakia để thực hiện những hành động phi pháp ấy, thì làm sao họ có thể ăn nói được với người dân của nước họ? Các nước như Đức, Slovakia là những nước dân chủ, họ sẽ không để yên cho những người quốc gia khác sang nước họ vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến thế. Đây là hình ảnh ông Robert Kalinak đã bị tra tay vào còng bắt giữ. Việc chính quyền Slovakia bắt tạm giam ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kalinak, người được cho rằng đã giúp ông Tô Lâm bắt người và đưa người về nước, đã chứng tỏ sự quyết tâm của chính quyền nước này đang diễn ra như thế nào. Một chính quyền có trách nhiệm là chính quyền biết xử lý đến cùng những sai phạm. Dù ông Tô Lâm đang ở Việt Nam và là bộ trưởng của một chính quyền tại nước này, thì chỉ ít chính quyền của Slovakia cũng kết tội được người đã vi phạm pháp luật trên đất nước của họ, rồi đưa ra lệnh truy nã quốc tế để chứng tỏ nhà nước Slovakia là một nhà nước có trách nhiệm với dân, với luật pháp quốc tế. Vậy nên không thể không loại trừ khả năng họ sẽ nhờ Interpol truy nã ông Tô Lâm nếu tòa án của họ kết luận ông Tô Lâm là có tội. Và như vậy, bất cứ quốc gia nào có hiệp định với Interpol cũng có thể bắt giữ ông Tô Lâm. Sau khi làm ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Kalinak bị bắt, thì chính quyền Slovakia đã có hành động trục xuất các nhà ngoại giao Việt Nam có dính dáng đến vụ bê bối bắt cóc. Điều này chứng tỏ sự quyết tâm của nhà nước Slovakia luôn luôn được duy trì. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, hãng thông tấn TASS cũng đưa tin Slovakia đã trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam khi căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa hai nước vì một vụ bê bối bắt cóc và bắt cóc vào năm 2017. Lúc đó, Bộ Ngoại giao Slovakia đã trao một công hàm cho Đại sứ Việt Nam tuyên bố một trong những nhà ngoại giao của Đại sứ quán không phải là người của Đại sứ quán tại nước này và đã phải được bị không được hoan nghênh và phải rời khỏi nước này. Lúc đó, Slovakia quyết định thực hiện bước đi nghiêm túc này liên quan đến phán quyết cuối cùng của Tòa Phúc Thẩm ở Đức về vụ bắt cóc một công dân Việt Nam. Trong khi trong trường hợp này, Bộ Ngoại giao hứa sẽ gây ra nhiều biện pháp khác nữa đối với chính quyền Việt Nam vì đã lợi dụng lòng hiếu hách của họ. Slovakia đã thực hiện hành động phải nói rằng rất cương quyết, cũng giống như chính phủ Đức, và nền tư pháp của nước Đức đã xét xử vụ án này trở thành một vụ án kinh điển. Việc trục xuất phái viên Việt Nam khỏi Slovakia chỉ là hành động cho thấy chính quyền của nước Slovakia khởi hậu Kalinak không chấp nhận những hành động mà ông Tô Lâm đã gây ra trên đất nước của họ. Cũng bởi vụ này và vào năm 2018, Slovakia đe dọa sẽ đóng băng mọi quan hệ ngoại giao với Việt Nam vì vụ việc. Đây là hình ảnh chuyến đi năm 2017 của ông Tô Lâm sang Slovakia là chuyến đi bắt cóc chứ không phải là thăm hỏi gì. Cũng xin nhắc lại vào năm 2017, ông Trịnh Xuân Thanh, cựu giám đốc của một công ty năng lượng lớn thuộc sở hữu của nhà nước mang quốc tịch Việt Nam đã bị bắt cóc ở Berlin, nơi ông này đang đặt đơn xin tị nạn chính trị sau khi đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng ở quê nhà. Theo truyền thông của nhà nước và cũng theo nhà chức trách Đức lúc đó, phía Việt Nam đã xâm phạm luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ của Đức. Trịnh Xuân Thanh sau đó đã được vận chuyển bằng xe tải sang Slovakia trước khi được bí mật chuyển sang xe của đoàn xe chính thức của chính phủ Việt Nam. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lúc đó đang thực hiện chuyến thăm gọi là chính thức Slovakia và khi đang trên đường đến sân bay Bratislava. Như mọi người đã rõ, ông Trịnh Xuân Thanh, người sau đó đã nhận hai bản án chung thân và sau phiên tòa xét xử tốc độ cao ở Việt Nam đã được xử
bổ sung của phái đoàn chính thức rời Slovakia và bay về Hà Nội. Và Slovakia đã cho ông Tô Lâm mượn chiếc máy bay này để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Đây là hình ảnh ông Kaliňák tiếp ông Tô Lâm cùng đoàn tùy tùng tại Slovakia khi đó. Đây là lý do để Tô Lâm có thể mượn máy bay của Slovakia. Khi nhà nước Slovakia đã quyết tâm tới cùng bắt người giúp đỡ ông Tô Lâm phạm pháp, thì những ngày tiếp theo sẽ là lấy lời khai của ông Kaliňák để kết luận thêm về sai phạm của ông Tô Lâm. Với cương quyết của nhà nước pháp quyền Slovakia thì rất có khả năng tên ông Tô Lâm sẽ xuất hiện trên lệnh truy nã của Interpol quốc tế với tư cách là một tội phạm nguy hiểm. Lúc đó, tên tuổi của ông Bộ trưởng Tô Lâm sẽ nổi như cồn trên toàn thế giới và ông ta sẽ không thể bước chân ra khỏi Việt Nam để tới những nước tự do và dân chủ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Slovakia bắt bạn của ông Tô Lâm dọn đường cho truy nã quốc tế ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Cho đến nay, vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành là hành động đáng xấu hổ của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc bắt người trên lãnh thổ quốc gia có chủ quyền, ai cũng hiểu, đó là hành động tội phạm. Nếu là một tổ chức mafia, tổ chức xã hội đen thì việc bắt cóc người là hoạt động quen thuộc của họ. Tuy nhiên, một nhà nước mà tổ chức bắt cóc là hành động không thể chấp nhận được. Mới đây, chính quyền Slovakia cho bắt cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kaliňák, người được cho rằng đã giúp ông Tô Lâm bắt cóc thành công ông Trịnh Thành tại Đức. Vào ngày 20 tháng 4, báo chí Slovakia đồng loạt đưa tin như vậy. Ông Robert Kaliňák chính là người bị cáo buộc đã giúp đỡ phía Việt Nam trong vụ việc ông Trịnh Xuân Thành, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người bị an ninh Việt Nam bắt cóc khi đang xin tị nạn chính trị tại Đức vào hồi năm 2017. Vụ việc đã dấy lên lo ngại rất lớn tại Đức và châu Âu trước sự manh động của nhà cầm quyền Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công an Việt Nam đứng đầu là ông Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Robert Kaliňák. Để đưa được ông Trịnh Xuân Thanh về nước thông qua Robert Kaliňák, ông Tô Lâm đã thuê chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2017, chính ông Tô Lâm là người đầu tiên bước chân lên chiếc máy bay này. Tiếp theo là các thành viên của phái đoàn Việt Nam, tất cả có 12 người. Trịnh Xuân Thanh là người cuối cùng đưa lên máy bay. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy thì lúc ấy, ông Trịnh Xuân Thanh trông có vẻ như bị thương, vẻ người đờ đẫn được hai mật vụ Việt Nam xốc nách hai bên dìu đi. Các nhà điều tra Đức thì cho rằng Trịnh Xuân Thanh đã bị thương và bị cho uống thuốc có chất ma túy. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2018, tờ báo Frankfurt Allgemeine Zeitung của Đức là nhật báo có tầm vóc liên bang và có uy tín hàng đầu của nước Đức đã đăng một bài báo tường thuật về một phát giác rằng chính ông Robert Kaliňák, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia, đã giúp ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Cũng được biết, ông cựu Bộ trưởng Robert Kaliňák đã bị bắt giữ lần này có liên quan đến hàng loạt sai phạm của ông ta trong thời gian vừa qua. Đó là bao gồm việc tham nhũng, nhận hối lộ, tham gia các tổ chức tội phạm có tổ chức rất nguy hiểm. Vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh làm chấn động thế giới, hành động bắt cóc người tại một quốc gia có dân chủ và pháp quyền, hành vi vi phạm pháp luật quốc tế và vi phạm pháp luật Đức. Nhưng ông Robert Kaliňák lại tham gia thì rõ ràng đấy là một tội ác lớn và ông ta khó mà tránh né. Sau vụ bắt cóc xảy ra không lâu thì ông Robert Kaliňák phải từ chức. Được biết Slovakia là thành viên của châu Âu, nếu ông Robert Kaliňák bị kết luận là đã có tội khi giúp Tô Lâm đưa người bị bắt cóc về Việt Nam, thì việc kết luận ông Tô Lâm chính là tội phạm, vì ông đã vi phạm luật pháp Slovakia và Đức. Việc xem ông Tô Lâm là tội phạm thì các quốc gia liên quan dẫn đến việc bắt cóc cũng đã xác định, nhưng vì quan hệ ngoại giao nên các quốc gia này chưa ra lệnh truy nã mà thôi. Đức có mối quan hệ kinh tế với Việt Nam nên họ cũng có phần e ngại, nhưng Slovakia thì không có quyền lợi gì với Việt Nam. Khả năng công bố công khai Tô Lâm là tội phạm là điều khó có thể tránh khỏi. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm. Không hiểu luật pháp Slovakia có cái gọi là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay không, rồi châm trước trong cựu bộ trưởng có quan hệ đặc biệt với ông Tô Lâm hay không. Cũng không biết tại Slovakia có tội là cố ý làm trái như Việt Nam hay không, hay tại đất nước này cứ phạm luật là xử như nhau.
Nếu luật pháp Slovakia mà nghiêm minh, thì rất có thể ông Robert Kaliňák sẽ bị liệt vào tội lớn như tội cố ý làm trái ở Việt Nam. Thì khi đó có thể số phận ông Kaliňák sẽ chẳng khác gì ông Đinh La Thăng ở Việt Nam. Đây là hình ảnh phải chăng hai người bạn này cùng phạm tội. Hình ảnh Trịnh Xuân Thanh lảo đảo được hai mật vụ Việt Nam dìu lên máy bay ở sân bay Bratislava vào cái ngày oan nghiệt 26 tháng 7 năm 2017. Và giữa ông ta với giới mật vụ Việt Nam thực ra không thể không có mối quan hệ đặc biệt. Mối quan hệ đặc biệt giữa các tội phạm phía Việt Nam là tội phạm quốc tế, còn phía Kaliňák là tội phạm quốc gia Slovakia. Ông Tô Lâm, người chuyên gia, gây rất nhiều tai tiếng trên dư luận quốc tế từ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đến việc ăn thịt bò dát vàng ở London. Rồi đây rất có thể tên tuổi ông Tô Lâm bị khơi dậy sau vụ việc chính quyền Slovakia đang cho bắt giữ cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia mà chứng minh được có giúp ông Tô Lâm bắt cóc và chuyển người về nước. Và chuyện sẽ còn tiếp tục kéo dài. Phim còn hay, hãy chờ đợi mà xem.